Thú do chất ấn tượng đầu tiên của mẹ với Jenny là thế nào vậy? Mẹ thấy rất đường đột. Ở Jenny toát ra vẻ thông minh và tài giỏi. Mẹ nghĩ nó là vợ của Cung Hồ thì tốt không gì bằng. Cung Hồ nhà mình là đứa hơi yếu đuối. Thế còn cô? Mẹ là người sâu sắc, khó đoán. Dĩ nhiên là bây giờ thì em đã hiểu được mẹ rồi. Cơm cũng ăn xong rồi, bây giờ chúng ta về thôi. Mẹ lo cho sức khỏe của Jenny không được tốt. Vâng, chúng ta về thôi. Chờ một chút đã. Toàn vẫn còn một chuyện này nữa muốn nói. Chuyện gì vậy? Mẹ à, con xin mẹ thêm một lần nữa. Xin mẹ hãy giúp đỡ cho công ty bố con. Cô à, nếu là chuyện này, mẹ nhớ là đã nói xong rồi mà. Chưa, con nghĩ là đến lúc mẹ đầu tư thì mới coi là xong được. Để nói sau đi. Mẹ hy vọng hôm nay ba người phụ nữ gia đình mình ngồi lại chỉ cần vui vẻ, hòa hợp với nhau là được rồi. Bây giờ mẹ trả lời con đi. Sao con cứ như thế mãi thế? Dù mẹ có giận con thì con cũng đành chịu thôi. Con cần đến sự đầu tư của mẹ. Kể cả là phải làm khó mẹ, con cũng làm. Con nói thế là thế nào? Mẹ à, tại sao mẹ lại muốn đưa bác sĩ Yun sang Mỹ học vậy? Cô ấy đã làm thụ tinh trong ống nghiệm cho con thành công, nên mẹ muốn tặng cho cô ấy một món quà nhỏ thôi. Đúng lúc nghe nói cô ấy muốn sang Mỹ tu nghiệp. Jenny à, con thật là lý do đó không? Có phải con nghe ai đó nói gì rồi không? Lý do thật sự mẹ muốn đưa bác sĩ Yun sang Mỹ. Có đúng là thế không? Jenny, cô sao vậy? Hay là vì một lý do khó nói nào đó mà bác sĩ Yun không được ở lại Hàn Quốc? Jenny à, liệu có phải là chị ấy biết một bí mật nào đó mà đúng ra phải giấu đi không? Mẹ nói cho con biết đi. Nói ngay trước mặt chị dâu ấy. Tại sao mẹ lại muốn đưa bác sĩ Yun đi Mỹ? Con sao vậy? Con xin lỗi. Con sao thế? Không tiêu à? Chị bị đầy bụng à? Có phải chị có thai rồi không? Bị khó tiêu đấy mà. Sao mẹ lại có thể đảm bảo như vậy? Chị ấy đang uống thuốc bổ hỗ trợ cho việc mang thai. Rất có thể là chị ấy có thai rồi. Không phải đâu. Ừ, con về nhà trước đi. Làm gì vậy? Đứng dậy. Cũng phải. Chị ấy có muốn có thai cũng không thể có được. Phải thế không mẹ? Sao con lại nói thế? Chuyện đầu tư cho công ty của bố con, mình về nhà rồi nói tiếp nhé. Cũng phải. Dù chị ấy có muốn con thai cũng không thể có được. Mẹ gọi con ạ? À? Con có chuyện muốn nói với mẹ à? Con nên hỏi câu này mới đúng. Chẳng lẽ mẹ không có gì muốn nói với con à? Nếu là chuyện đầu tư cho công ty của bố con thì mẹ nói xong rồi. Con có biết đối với một doanh nghiệp lời đồn đại đáng sợ thế nào không? Một khi bị vướng vào tin đồn, đầu tư một khoản tiền lớn cho công ty sắp phá sản thì đến đề bốc chúng ta cũng sẽ gặp phải nguy cơ. Mẹ là người sợ tin đồn đến như vậy. Nếu chuyện đáng sợ mà mẹ đã làm bị tung ra thì mẹ định sẽ thế nào? Mẹ làm chuyện đáng sợ gì? Con đang nói chị dâu. Hơn Su làm sao? Chị dâu đang uống phải một thứ thuốc kỳ lạ. Xin chào cô. Hình như tôi bị không tiêu, cứ nôn suốt. Chờ tôi một chút.
Nhưng chị ấy hoàn toàn không hay biết gì. Không biết mình đang uống loại thuốc đó. Là thuốc gì? Mẹ biết rõ mà. Không biết, nói đi. Rốt cuộc Hyunsu đang uống thuốc gì? Thuốc tránh thai. Đúng là không thể tin được. Bây giờ chị dâu đang uống thuốc tránh thai. Con nói sao? Mẹ muốn con nói lần nữa à? Con nói là bây giờ con đang nằm mơ à? Nói chuyện gì hoang đường vậy? Tại sao mẹ cứ phải giả vờ thế? Mẹ cũng đã biết rồi còn gì. Sao? Vì con đã tình cờ nghe thấy chuyện bác sĩ Yun đã nói với mẹ. Bác sĩ Yun cũng đã nói rồi. Chị nghĩ chị dâu đã uống thuốc tránh thai. Sao mẹ đã nghe được câu ấy mà vẫn không nói bất cứ điều gì với chị dâu? Lúc đấy con còn tưởng cả nhà mình sẽ náo loạn cả lên chứ. Đương nhiên mẹ cho rằng bác sĩ Yun nhầm lẫn. Chẳng lẽ con tin chị dâu con đã uống thuốc tránh thai đến giờ à? Lúc đầu là thế. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chị ấy đã uống thuốc tránh thai mà lại khám về hiếm muộn. Nói như vậy ai mà tin được chứ? Thế thì sao? À, do mẹ làm à? Mẹ đã giấu Hyunsu cho nó uống thuốc tránh thai ư? Sao con nghĩ thế được? Chị dâu là đứa con dâu yêu quý của mẹ mà. Như hai mẹ con vậy, chứ không phải mẹ chồng. Chuyện ấy trời đất biết mà. Thì sao? Nhưng có điều lần này con nghĩ khác. Khi mẹ ở trước mặt con, mẹ nói với con là mẹ sẽ giúp cho công ty của bố con. Sau lưng lại làm ông ấy phá sản, nên con nghĩ, biết đâu mẹ là kiểu người có thể làm ra chuyện ấy. Cho chị dâu uống thuốc tránh thai. Gì hả? Giả sử như chị dâu con mà biết được sự việc này, tâm trạng chị ấy sẽ ra sao? Vì trong mắt chị dâu, mẹ như một tiên thần. Jenny, mẹ cũng biết là bây giờ con không được bình thường vì chuyện của công ty bố con. Nhưng con không thể như vậy. Tại sao mẹ phải cho Hyunsu uống thuốc tránh thai? Con dám chắc mẹ đã làm thế. Được thôi. Nếu thật sự con đã nghi như vậy, hãy lấy chứng cứ xác đáng. Mới suy đoán mà đã thế. Nếu con không phải người trong một nhà, mẹ đã kiện con rồi. Mẹ căn dặn thư ký bảo anh ấy mua thuốc cho chị dâu đúng không? Có một loại thuốc là thuốc tránh thai. Như vậy còn không phải à? Mẹ còn cười được sao? Vì việc con làm thực sự quá nực cười. Ai nói với con như vậy? Ai nói mẹ sai thư ký Park mua thuốc tránh thai? Thư ký Park nói thế à? Bây giờ con đi gọi thư ký Park lại đây mà hỏi đi. Để xem trong số thuốc mà mẹ dặn đi mua có thuốc tránh thai nào không? Mẹ chỉ dặn thư ký Park đi mua thuốc bổ về cho Hyunsu dễ mang thai. Không bảo cậu ấy mua thuốc tránh thai. Nhìn đi, trong số những chứng cứ này của con, có chứng cứ nào chứng minh mẹ đã dặn mua như vậy? Rõ ràng mẹ đã dặn thế mà. Này, xem đi. Đơn thuốc của Hyunsu, mẹ đã dựa theo đơn thuốc này đến nhà thuốc để mua. Trong này không có thuốc tránh thai. Không đâu, con không tin cái này. Ai mà biết được mẹ đã giở trò gì? Mẹ ngụy tạo thì sao? Những gì con nói mẹ không chịu nổi nữa rồi. Còn những việc con làm thì sao? Con làm gì? Con đã đứng nghe trộm mẹ với bác sĩ Yun nói chuyện rồi còn gì? Chẳng lẽ con không nghe bác sĩ Yun đã kiểm tra thành phần thuốc à? Con không nghe cô ấy nói tất cả chỉ là thuốc bổ à?
Chuyện ấy, thế thì cứ coi như là mẹ mua thuốc tránh thai cho Hân Su đi. Vậy thì lẽ ra phải cho Hân Su uống thuốc mới đúng. Tại sao trong số thuốc Hân Su uống không có thuốc tránh thai? Số thuốc tránh thai đó rốt cuộc bay đi đâu rồi? Chuyện ấy, nếu con biết điểm dừng, mẹ sẽ để tình đứa con trong bụng, chỉ cảnh cáo con, rồi bỏ qua. Nhưng hành vi của con là mẹ không để yên. Ngày ngày mai, con hãy dẫn theo Hân Su đến tìm bác sĩ Yun kiểm tra cho rõ ràng đi. Con làm thế cũng được, được chứ sao không? Mẹ rất ngay thẳng. Có gì mà không được? Nhưng lỡ đúng như mẹ nghĩ, bác sĩ Yun đã chẩn đoán sai, và con hiểu nhầm về mẹ, thì lúc đấy con đừng hỏng bước chân vào căn nhà này. Cả đời mẹ đã thất bại, tin vào người nhà của mình, lại còn bị con dâu sỉ nhục như thế. Thôi, con vạch trần mọi thứ đi, nhưng chuyện sau đó mẹ không chịu trách nhiệm. Chuyện gì vậy? Mẹ à, ra ngoài. Nhưng đi ra. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ à, Jenny, con mau dẫn nó ra ngoài đi. Jenny, lại cãi nhau với mẹ về chuyện công ty của bố cô à? Không phải chuyện ấy. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ bảo cô vạch trần mọi chuyện là thế nào? Mọi chuyện là chuyện gì? Bỏ tay ra đi. Jenny, không biết phải làm sao với cô ấy. Mẹ à, chuyện gì? Mẹ đã bình tĩnh lại chưa? Rồi, dạ dày con đỡ chưa? Con uống thuốc tiêu hóa rồi, vì Jenny phải không? Con buồn bã lo lắng vì nó nên mới khó tiêu chứ gì. Con bé này đáng ghét thật. Phụ nữ cần phải đoàn kết lại à? Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng sau đó lại nhắc đến chuyện đầu tư cho công ty bố nó. Nó cố tình làm thế để lừa mẹ với con. Chính vì vậy, mẹ mới mắng cô ấy à? Nể tình đứa bé ở trong bụng, cho nên mẹ mới muốn nhịn nó. Nhưng mẹ thấy nó ngông cuồng quá, mẹ muốn mắng câu. Mẹ đừng giận nữa. Có lẽ là do bố cô ấy gặp chuyện, cô ấy đau lòng nên mới nói như vậy với mẹ thôi. Nhưng mẹ à, mẹ giúp bác sĩ Yun để chị ấy ra nước ngoài tu nghiệp à? Jenny cũng đã thụ tinh trong ống nghiệm thành công rồi. Mẹ cũng muốn giúp cho cô ấy việc gì đó. Sao vậy? Dạ không, vì em dâu con lúc nào đem chuyện ấy ra nói với mẹ, thế mới nói. Con bé này cứ thích gây thêm chuyện, chuyện không cũng thành có. Con lên gác nghỉ đi, mẹ sẽ uống cốc trà. Vâng. À phải, con có uống thuốc đúng giờ không thế? Sao ạ? Bây giờ con sẽ đi uống ngay. Rốt cuộc là chuyện gì? Đúng là kỳ lạ thật. Sao vậy? Cứ coi như mẹ mua thuốc tránh thai cho Hân Su đi. Lẽ ra phải cho Hân Su uống mới đúng. Thế tại sao trong số thuốc Hân Su uống không có thuốc tránh thai? Số thuốc ấy rốt cuộc bay đi đâu rồi? Cũng phải. Rõ ràng là bác sĩ Yun đã khẳng định toàn bộ số thuốc đều là thuốc bổ cho chị dâu uống mà. Vậy mẹ chồng mình đã cho chị dâu uống thuốc tránh thai bằng cách nào?
Có thật là do mình đã đoán nhầm không? Không phải. Cứ chờ đấy, mình quyết định sẽ tìm cho bằng được. Tỉnh táo lại đi, Lee Jenny. Nếu muốn cứu sống công ty của bố thì phải thật tỉnh táo. Đã tìm được người chứng kiến sự việc ở Thông Yên rồi cô à. Cô con gái của chủ tịch Lee bây giờ sao rồi? Trên đi á bố. Bố thấy công ty của bố nó chắc cũng phá sản trong nay mai thôi. Thật à? Vốn dĩ tình hình về vốn đầu tư cũng đã khó khăn rồi. Bây giờ các nhà đầu tư hình như cũng lần lượt rút ra. Bác Bốc Hy làm sao vậy? Sao không đầu tư cho nhà Thông gia? Còn không biết thì đừng nói. Chẳng những không đầu tư, trái lại còn dở trò làm cho họ phá sản nhanh. Làm cho họ phá sản à? Không phải. Nói chung bố của Jenny là người có tình người. Trong số các doanh nhân làm trong ngành kinh doanh. Thật là tiếc. Chắc bây giờ Jenny đau lòng lắm. Nó có thai rồi. Thai phụ thì không thể để áp lực như vậy được. Nhà nó ra nông nỗi này, chắc là nó đau lòng lắm. Con gọi điện an ủi nó một chút. Con phải gặp mặt mới được. Nhưng chưa hề nghe tin gì liên quan đến con dâu lớn của chủ tịch Can. Cũng phải. Bố nói con mới nhớ. Con cũng không hay biết gì về chuyện của vợ anh Suho. Có lẽ là do gia đình Thông gia ở bên Mỹ. Bốc Hy con nói là cô ấy là con gái một doanh nhân kinh doanh về IT. Công ty lớn ở Mỹ. Thế à? Biết chọn thật đấy. À phải, con dâu của Bốc Hy cũng là hội viên vẽ tranh sơn thủy. Thế à? Lần sau lúc con đi thăm mẹ, mẹ nhớ giới thiệu. Đừng giống như hôm nay, không chịu nghe điện thoại của con. Con bé này, sao con nói với mẹ con như vậy? Bố đừng có nhắc nữa. Hôm nay con tới chỗ vẽ tranh để thăm mẹ, nhưng mẹ không nghe máy nên con phải về. Thế mới nói, sao con không gọi trước rồi hãy tới? Mẹ à, con muốn cho mẹ bất ngờ mà. Con bé này, sao bây giờ lại còn nổi nóng với mẹ nữa chứ? Thì sao ạ? Mẹ con là bạn bè hay là em út của con? Sao cả ngày con cứ nổi nóng với mẹ? Mình à, không phải con chỉ là... Trước đây bố cũng đã nhịn con nhiều lần rồi. Không được dùng thái độ ấy với mẹ con. Chuyện khác bố nhịn, chứ chuyện này là tôi gọi mà nó không nghe tôi cũng nổi nóng. Sao mình lại trách con? Làm con bé buồn kìa. Đúng rồi, bố chưa phân biệt đúng sai, đã bênh vực mẹ. Cũng chính vì như vậy mà con mới thương mẹ hơn đấy. Thường thì tốt với mẹ một chút. Thôi con đi trước đây, bố mẹ cứ ở đấy mà yêu thương nhau đi. Xem kìa, con bé này vẫn thế. Mình sao vậy? Sao cứ bênh vực tôi? Tôi không bênh vực vợ mình thì bênh vực ai? Mình mệt à? Phải, vốn tôi đã mệt lắm rồi. Bây giờ vì mình mà tôi mệt hơn. Sao? Có chuyện gì à? Hôm nay mấy mẹ con họp mặt có vui không? Cũng chỉ vì em làm hỏng hết bầu không khí. Sao vậy? Kể từ hôm qua em đã hay buồn nôn nên em bỏ đi sớm. Chắc là ăn không tiêu rồi. Con nên đi khám bác sĩ không? Chưa đến mức độ ấy, uống thuốc tiêu hóa thì sẽ khỏe lại thôi. Anh Suho, có thuốc nào giống y như nhau không? Đương nhiên là có. Thật hả? Chẳng hạn như thuốc bổ mắt mãi hay uống và thuốc tăng đề kháng, nhìn giống hệt nhau. Sao em hỏi thế? Vì viên thuốc trên tấm poster trong nhà thuốc, em thấy nó giống hệt với viên thuốc bổ mà mẹ mua cho em. Đấy là thuốc gì? Viên thuốc gì mà giống hệt thuốc bổ mẹ mua cho em? Không có gì đâu. Bên phía khách hàng sẽ tiến hành công trình mặt sàn. Anh làm ơn kiểm tra lại độ cao mặt sàn cho tôi. Vâng. Phía nhà bếp với lại phòng khách phải chọn loại kính theo kiểu Mỹ. Vâng. Tháng sau bắt đầu đặt. Vâng. Sắp muộn rồi. Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Vâng. Phiền anh nhé.
Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Thư ký Han, sao rồi? Đã tìm được chưa? Từ bác, cháu đã đến nơi rồi. Đến đâu? Chú vẽ tranh à? Để làm gì? Bác quên mất. Hôm nay là ngày hẹn ăn trưa hả? Bác xin lỗi, sợ chú. Tại hôm nay bác thấy sức khỏe không được tốt, nên bác không đi vẽ mà nghỉ ở nhà. Xin lỗi cháu. Đầu óc bác sao mà lú lẫn thế? Không sao đâu ạ. Người trẻ như cháu thỉnh thoảng cũng hay quên nữa là. Nhưng trong người bác không phải ở chỗ nào. Không, chỉ là bác ngủ không ngon giấc thôi. Cháu chờ một chút, bây giờ bác sẽ đến đây ngay. Dạ thôi, không cần đâu bác. Hôm nay bác cứ nghỉ ngơi đi. Cháu nghe giọng của bác cũng nhận ra bác rất mệt rồi. Được, bác xin lỗi nhé. Và cảm ơn cháu. Nổ lốp à? Vâng. Chào anh. Vâng. Không biết tại sao tôi lại lái tới đây nữa. Cô có bánh dự phòng không? Có. Cô tránh ra đi. Sao? Tôi chỉ cần gọi công ty bảo hiểm là được. Không cần đâu. Hình như anh có hẹn ở đây à? Không bị muộn chứ? Hẹn. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Cô cứ coi như tôi cảm ơn vì cơm bát bảo đi. Cơm bát bảo á? Có phải anh đang nói đến món cơm bát bảo mà tôi đã mang đến cho phòng khám không? Phải. Tại vì tôi cũng tới đấy. Sao vậy? Lâu rồi tôi không được ăn cơm bát bảo. Khi nhìn thấy nó thì tôi nhớ lại cái món lúc bé tôi thích ăn. Mùi vị cũng tạm được phải không anh? Mùi vị giống y như món ăn tôi từng ăn lúc bé. Thế thì tốt rồi. Nhưng tại sao lâu rồi anh không được ăn món ấy? Nhưng này, anh có biết món cơm bát bảo có một sự tích riêng không? Sự tích đó là gì? Vào thời Shinra, có một con quạ làm xuống một bức thư. Trước mặt đức vua Sochi, các đại thần đã nhặt nó lên. Trên đấy viết là, đọc bức thư này sẽ chết hai người. Nếu như không đọc thì sẽ chết một người. Vì vậy đức vua đã cho rằng, nếu so với việc phải chết hai người, thì chi bằng chết một người tốt hơn. Nên lúc đầu không muốn mở ra xem. Rồi một đại thần nói, hoàng thượng, một người mà trong bức thư nói chính là người đó. Đức vua nghe xong, mở ra xem, thấy trong đó ghi rằng, lập tức trở về trong hoàng cung, phóng tên vào chiếc hộp đang để đàn tranh. Phóng tên vào hộp để đàn tranh à? Tại sao? Anh có nghe đã. Nên đức vua lập tức trở về cung, đứng trước chiếc hộp đó, dùng hết sức, xương cung ra,
bắn vào chiếc hộp. Trong chiếc hộp đó đang có hoàng hậu và đại thần. Hai người họ đang âm mưu muốn giết chết tướng vua này. Vậy nhờ con quạ mà ông ấy được sống rồi. Phải. Vì vậy năm nào ông cũng muốn đền ơn cho con quạ cứu mình, nên làm cương bắt bào để cúng cho nó, thể hiện tấm lòng biết ơn của ông. Cho nên tôi cũng vậy, tôi muốn tỏ lòng biết ơn đối với trưởng phòng khám nên mới làm cương bắt bào cho bà ăn, thể hiện lòng biết ơn à? Thế thì tôi cũng phải làm. Cảm ơn cô. Cảm ơn tôi á. Tôi ăn rất ngon miệng. Đúng là đã lâu lắm rồi tôi mới ăn. Vậy thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Lúc ở trong thang máy, anh chịu đựng để nghe tôi hát hết một bài. Con gái của doanh nhân à? Sao lại như vậy được? Sao? Mẹ mình nói thế mà. Chị dâu cậu là con gái một doanh nhân lớn. Không phải à? Không. Mẹ chị ấy từng là người giúp việc. Chắc là mẹ chồng mình mất mặt nên mới nói thế thôi. Còn ngụy trang làm con gái của doanh nhân lớn nữa chứ. Này, anh Suho có phải điên rồi không? Sao lại đi cưới một cô gái nghèo sơ sát như vậy? Rốt cuộc anh ấy đi đâu mà gặp được dạng người đó? Thế mới nói, chắc là đàn ông của nhà này đều thế hết. Chỉ bị mấy cô gái nghèo làm mê mệt thôi. Mối tình đầu của chồng mình cũng là con gái nhà bán hoa quả. Con gái bán hoa quả cũng còn hơn người giúp việc. Đúng là anh Suho khó hiểu quá. Trước đây đã được nói là không bao giờ cưới người nghèo, còn phản đối cho đến phút cuối cùng mà. Bây giờ bản thân anh ấy đi cưới người nghèo. Chị ta có đẹp không? Nói chung là hợp với nhà giàu còn hơn cả mình. Không gặp cũng có thể đoán được. Chỉ dựa vào nhan sắc xinh đẹp làm đàn ông phải mê mệt để được bước vào trong giới thượng lưu mà. Dạo này thực sự có quá nhiều phụ nữ muốn được làm phu nhân nhà giàu, cho nên cả thế giới này đều rối tung hết lên. Thế mới nói, vì là người nhà nên mình mới ngó tới. Nếu không phải thì đừng hòng. Làm sao người ta có thể sánh ngang hàng với cô gái con chủ tịch như mình. Nhưng cậu có vẻ bình thường hơn mình tưởng đấy. Sao? Thật ra bố mình nói, công ty bố cậu đang đối diện với nguy cơ phá sản. Cho nên mình sợ cậu buồn, vừa khóc, vừa kiếm chuyện nữa nên mới gọi ra đây an ủi. Sao mình phải làm như vậy? Không phải bác Bốc Hy không chịu đầu tư vào đấy à? Không đâu, sẽ đầu tư. Thật hả? Vâng, thưa cô Trang. Đang làm gì đấy? Cháu đang ngồi ở nhà, chờ Thuy Ký Han gọi điện lại. Cô đã bảo con Sô Chung mang thuốc an thần ổn định thần kinh qua đấy rồi. Chắc cũng sắp đến rồi đấy. Lúc nào cháu cũng là người mềm lòng, yếu đuối. Nếu cứ căng thẳng, biết đâu sẽ ốm đấy. Nhớ uống đúng giờ. Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn cô. Phu nhân, có người mang thuốc tới. Cô Trang à, hình như cô ấy tới rồi. Chắc là do đổi hết đồ nội thất trong nhà, bây giờ căn nhà sang trọng hẳn lên. Mình à, ngồi từ nãy đến giờ rồi, hay là đi về đi? Được, chúng ta về thôi. Sao thế? Dù gì tôi cũng ở nhà một mình, hai người đến đây chơi tôi vui lắm. Ngồi thêm một lát rồi về. Được, tôi ngồi thêm một lát. Vâng. Tôi đi lấy hoa quả ra đây nhé. Không cần đâu, uống cốc trà là đủ rồi. Nhưng hình như anh Chê Bốc về nhà muộn ạ? Không phải. Đúng ra thì giờ này ông ấy sẽ về rồi. Nhưng hôm nay có cuộc họp bên khách hàng. Thì ra là thế. Dù gì cũng đã tới. Nếu như gặp được anh Chê Bốc thì hay biết mấy. Chúng ta uống trà xong thì đi về đi. Được, chúng ta về thôi. Được, khoan về đã. Dù gì cũng đã tới tận đây rồi. Hay là gặp mặt anh ấy một lát rồi về. Được, thế thì tôi ngồi chơi một chút. Chắc là cũng sắp về rồi.
Chị nói tôi mới nhớ, hình như năm ngoái, lúc mẹ tôi mừng thọ có gặp anh ấy một lần, cho đến bây giờ vẫn chưa được gặp lại. Mới đấy đã được một năm rồi à? Đúng đấy. Dù cho có bận đến đâu, hai nhà gần nhau mà lại khó gặp mặt, nghĩ cũng lạ thật đấy. Cô nói cũng phải. Nhưng chồng tôi mỗi lúc rảnh rỗi cũng có nhắc đến cô đấy. Thật ạ? Anh ấy nói sao? Ông ấy kể lúc bé, ông ấy cũng chẳng có nhiều bạn bè ngoài cô. Còn nói chung trong xóm, hai người thường hay đi cùng với nhau. Đúng vậy. Lúc đó anh chê bốc đối với tôi rất là tốt, rất yêu thương tôi. Nhưng dù sao cũng đã là chuyện trước kia rồi. Ông ấy cũng thường nói thế. Ông ấy hay khen cô vừa xinh đẹp lại còn rất dễ thương. Xem ra anh ấy vẫn thế. Vâng, vẫn bận rộn như xưa, vẫn thường to tiếng, còn hay nổi nóng nữa. Thật là tính xấu của anh ấy dù là trước đây hay bây giờ vẫn y như nhau. Mặc dù bây giờ cả hai đều bận rộn, nhưng thỉnh thoảng cũng phải nhớ liên lạc. Hai người là bạn bè từ thời nhỏ, quan hệ lại thân thiết còn hơn cả người nhà. Vâng, chuyện ấy thì đúng thật. Thì sao? Vậy là em không đi hả? Hay là anh về trước nhá? Thế cũng được, anh về đi. Anh về trước đây. Nếu vậy anh sẽ về trước. Tôi xin phép. Sao thế? Uống hết cốc trà đã rồi hãy về. À phải rồi. Chị đã nghe kể chưa? Trước đây anh chê bốc đã từng gặp lợn rừng, rồi đánh nhau với nó đấy. Thật hả? Thì ra là chị chưa nghe. Trong làng chúng tôi người ta đồn khắp. Thật là. Sao? Cái gì cơ? Có thật không mà nói? Cô nói gì? Trước đây anh chê bốc rất thương tôi, đối xử với tôi rất tốt. Lúc ấy đang có mặt người chồng, thế mà cô ta vẫn có thể bình thản nói chuyện người đàn ông khác thích ta. Thích thế à? Mình đúng thật là. Như thế là muốn khiêu khích với mình. Sao lại sống y như đúc vậy? Sao lại thế? Không khác một chút nào. Hình như mình điên rồi. Mình đang làm gì vậy? Sao dám lấy thuốc bổ mẹ mua đem ra so sánh? Đây chỉ là thuốc bổ thôi. Đã quên bác sĩ Yun từng kiểm tra thành phần thuốc rồi à? Thuốc này có gì đâu. Đây là lá bùa. Một lá bùa giúp mình sinh con cái. Hay cậu đã về? Mẹ đâu rồi anh? Chủ tịch của tập đoàn JB có tổ chức một buổi liên hoan các doanh nhân. Mẹ sẽ tới đấy rồi về muộn. Jenny đâu rồi chị? Cô ấy đi gặp bạn rồi. Nhưng chị đang không được khỏe à? Phải đấy. Sao sắc mặt em trắng bệch ra vậy? Chỉ là dạ dày cứ khó chịu mãi. Đưa tay đây. Tay em đang lạnh cóng đây này. Đến mức độ này sao không đến bệnh viện? Cung Hô, em biết chữa bệnh này phải không? Chị đợi một lát. Sao rồi? Nhìn cái màu máu này, chắc là do không tiêu. Em cũng không phải là bác sĩ. Tôi thì có gì đâu mà không khỏe. Con xin lỗi, con
Sao vậy? Không tiêu à? Chị bị đầy bụng hả? Liệu có phải chị có thai rồi không? Bị khó tiêu thôi mà. Sao mẹ lại có thể bảo đảm như vậy? Chị ấy đang uống thuốc bổ hỗ trợ cho việc có thai mà. Rất có thể là chị ấy có thai rồi. Em sao vậy? Không có gì. Vâng, đúng rồi. Tôi là người đã nhờ kiểm tra thành phần thuốc. Kết quả đã có rồi à? Xin chào quý khách. Chị ơi, bán cho tôi que thử thai. Nhanh lên. Cô chờ một lát. Làm ơn, lần này nhất định phải có nhá. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Bây giờ thấy con bảo có chuyện muốn nói là mẹ bắt đầu cảm thấy sợ. Sao vậy? Con đưa Hơn Su tới chỗ bác sĩ Yun để kiểm tra kỹ càng rồi à? Có kết quả rồi ư? Dạ không. Sao không đưa nó đi? Nếu như con làm như vậy, mẹ sẽ đuổi con ra khỏi căn nhà này. Không phải à? Nhưng con đã coi mẹ là bà mẹ chồng lén cho con dâu uống thuốc tránh thai. Thế mà con nghĩ mẹ sống chung nhà với con à? Vì vậy con bỏ cuộc rồi. Không nghĩ đến chuyện đưa chị dâu đi kiểm tra nữa. Jenny à, mẹ không phải hạng người điên đến như vậy đâu. Công ty Daybox càng phải có người thừa kế. Mẹ mong chờ hơn ai hết. Vì vậy trước đây biết rõ con là người rất khó có thai, nhưng cuối cùng mẹ vẫn để cho con làm thụ tinh trong ống nghiệm để con có thai. Vâng, biết. Huống hồ mẹ lại thương Hơn Su như đứa con đẻ của mình. Sao mẹ lại làm chuyện ấy chứ? Sao mẹ phải cho con dâu mình uống thuốc tránh thai? Thế nên con đừng nghĩ đến chuyện hoang đường, nghi ngờ này nọ nữa. Vâng. Từ giờ trở đi, con sẽ không nghi ngờ mẹ nữa. Đã biết được sự thật rồi, còn đâu mà nghi ngờ. Sự thật. Làm ơn. Sao mình lại khóc như con ngốc vậy? Nói thật lòng, con không trông mong chút nào hết. Lúc chị dâu đi nhờ kiểm tra thành phần thuốc, cũng không phát hiện ra được có thành phần thuốc tránh thai, thì con cũng làm thế thôi. Nhưng con vẫn cố gắng ôm một chút hy vọng mong manh để đem thuốc này đi làm phân tích. Thật không ngờ là con đã tìm ra được thuốc đó. Có phải đến bây giờ mẹ vẫn định nói là không phải không? Người thuốc tránh thai và trong hộp thuốc của chị dâu là mẹ chứ còn ai nữa? Sao mẹ lại làm thế? Chị ấy là đứa con dâu mẹ yêu quý nhất mà. Sao mẹ có thể làm như vậy? Im miệng lại. Phải. Đã làm việc ấy, mẹ đã cho nó uống thuốc tránh thai. Thế thì sao? Con muốn nói ra, nói với Hơn Su, Su Hô hay với Cung Hô, hay là con muốn nói với dư luận là mẹ đã làm ra chuyện như vậy?
Chủ tịch của tập đoàn Daybox đã làm một chuyện trái với đạo đức đến như vậy, còn định thông báo cho mọi người biết à? Dạ không. Mẹ nghĩ con điên à? Còn chưa bao giờ định làm như vậy. Chắc mẹ cũng đã biết rồi. Trước đây mẹ đã làm cho con phải buồn khổ đến như thế nào. Mẹ có biết tại sao con phải tìm đủ mọi cách để có thai bằng được không? Vì con muốn có được sự công nhận của mẹ. Con nói thế là thế nào? Dù sao con với anh Kung Ho chỉ là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Con muốn ít nhất cũng phải có được tình thương của mẹ. Thế mà mẹ đã đối xử với con như thế nào? Lúc nào cũng hơn xu của chúng ta. Nhìn thấy chị ta không biết từ đâu vào nhà này, cướp mất tất cả tình yêu thương của mẹ, nên con mới liều cả tính mạng đi làm cuộc thụ tinh trong ống nghiệm gian khổ để có đứa con này. Con nghĩ làm như vậy thì mẹ sẽ thương con. Thế thì tại sao con phải làm thế? Mẹ thật sự công nhận đấy chính là con. Tại sao con phải làm như vậy? Cô con dâu thật sự của nhà này là con. Đâu mới là tình cảm thật của mẹ? Con đã hiểu ra rồi. Sao phải làm thế? Rồi sao? Giờ con muốn gì? Từ bây giờ trở đi, con sẽ đứng về phía mẹ. Thế nên mẹ cũng phải giúp lại con mới đúng. Đồ ngốc, khó tiêu với con thai mà cũng không phân biệt được. Sống rồi, từ nay mình muốn làm gì cũng được. Mình sẽ dùng cái này để cứu cô và bảo vệ con mình. Sau này tập đoàn Daybox sẽ là của con mình. Mình sẽ làm như vậy. Em sao thế? Không có gì đâu anh. Sao anh thấy mắt với miệng em lại khác nhau vậy? Miệng em nói không có gì, nhưng mắt thì lại nói là có. Chuyện gì vậy? Em vừa kiểm tra bằng que thử thai. Cũng không có gì đâu. Em làm thử thôi. Vì gần đây em cứ cảm thấy nôn nao, nên em nghĩ có thể là bị khó tiêu. Hoặc biết đâu, dù sao thì cũng tốt. Mấy hôm nay em đã uống rất nhiều thuốc tiêu rồi. Lại đây. Em thất vọng lắm hả? Một chút thôi. Em chưa bao giờ bị như vậy. Chắc đến lúc rồi cũng sẽ có thôi. Cứ từ từ đợi, rồi sẽ đến lúc đó. Em cứ nghĩ như vậy. Thời gian càng lâu, em càng cảm thấy hình như đây là anh. Vừa thấy xấu hổ với mẹ nữa. Hay là em cũng làm thụ tinh trong ống nghiệm giống Jenny, hoặc là thụ tinh nhân tạo thử xem sao nhé. Thôi, em đã nhìn thấy ngay trước mắt. Jenny mệt mỏi thế nào mà còn nói thế à? Cô Jenny vì rất khó có thai tự nhiên nên mới phải làm như vậy. Còn em thì không có vấn đề gì hết. Biết là thế nhưng anh phản đối. Để có một đứa con mà phải hủy hoại cơ thể và tinh thần đến như vậy. Với lại, dù là thụ tinh nhân tạo hay làm trong ống nghiệm, không ai có thể đảm bảo thành công ngay lần đầu. Anh không muốn có con à? Nói thật thì có con hay không cũng được. Mà không, nếu nói thực tế hơn, anh thích hai chúng ta sống như thế này hơn. Tại sao nhất định mỗi cặp vợ chồng
đều phải làm bố mẹ chứ. Chúng ta cứ sống như bây giờ, vui vẻ hòa thuận, không được à? Em muốn chúng ta được làm cha làm mẹ. Em cũng rất hy vọng là hai vợ chồng mình có được một đứa con xinh xắn giống chúng ta. Cứ mỗi lần em đi với Hê Trân, đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi, là em lại thấy giận 12 bà mụ. Có nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi như vậy, tại sao không ban cho em một đứa? Nếu được như vậy, sẽ dồn hết tâm sức để nuôi dạy nó. Dù có bị tổn hại cơ thể hay tinh thần, em cũng chịu được hết. Miễn sao em có được một đứa con xinh xắn, khỏe mạnh. Nói thật lòng, mỗi lần đi trên đường, nhìn thấy một thai phụ, em lại cảm thấy rất buồn. Em cũng muốn được như họ. Rốt cuộc em có vấn đề gì chứ? Ra hóng gió à? Vâng. Anh có chuyện buồn à? Có gì đâu mà buồn. Nét mặt này mà là của người không có chuyện buồn ư? Lúc trước khi mẹ phản đối cuộc hôn nhân của anh với chị dâu, anh cũng có nét mặt như vậy. Chị dâu em mong có con, em cũng đang rất mong được có cháu, thì chị ấy còn mong đến đâu? Anh với chị dâu cũng cố gắng sớm có một đứa con đi. Còn em, sao lại ra đây đứng? Em cũng không ngủ được. Sao lại khó đến thế chứ? Sao vậy? Em với Jimmy vẫn chưa thể có tình cảm được với nhau à? Em cũng đang cố gắng, nhưng chưa được. Em hận anh với mẹ lắm phải không? Mẹ và anh đã chia rẽ mối tình của em mà. Hay là em cứ việc hận đi, muốn mắng hay la hét cũng được, chứ đừng cất giấu mãi trong lòng như vậy. Đúng, em hận. Cho đến lúc chết, em vẫn sẽ hận anh. Nhưng anh thì lại không giống em. Đến phút cuối, anh cũng không từ bỏ chị dâu. Cuối cùng anh đã giữ được tình yêu của mình. Em rất ngưỡng mộ anh, cũng cảm thấy anh rất oai phong. Cho nên sau này anh cứ tiếp tục sống như vậy đi. Em sẽ hận anh thêm 10 năm nữa thôi. Sau đó không hận nữa. Đi ngủ thôi. Chắc ngon lắm đây. Còn thấy thế này, thì các vị khách mời của nhà danh họa Picasso mong đợi những bức tranh tuyệt tác của ông ấy, chắc không thể nào cảm động bằng tâm trạng của con mỗi lần nhìn thấy bàn ăn này của mẹ đâu. Con nói giảm cân mà. Có giảm cân đi chăng nữa thì cũng phải vừa ăn vừa giảm mới được. Giảm cân mà để bụng đói là phản tác dụng. Không được đâu. Anh thấy hình như hôm nay tâm trạng của em đặc biệt vui thì phải. Em đã nói rồi mà, em mà nhìn thấy bàn ăn là vui ngay, chứ không phải vui vì thấy thứ khác. Sao, thấy gì, còn gì nữa? Không phải vì hôm qua em gặp anh chê bóc mà lâu nay em thầm thương trộm nhớ nên vui à? Gì chứ? Em đứng đây chờ mãi mà không thấy anh ấy ra nên phải về. Nhưng mẹ à, phải nói là cái nhà ấy mỗi lần con đến để giao hàng đã không cần tập thể dục. Từ ngoài cửa cổng vào đến phòng khách mệt đến đứt hơi vì nó quá rộng, quá dài. Nói phét vừa thôi. Không biết kiếp trước chị ấy tích bao nhiêu phúc đức mà kiếp này được làm phu nhân nhà giàu có như vậy chứ.
Ngưỡng mộ hả? Chứ sao? Nhìn thấy cái nhà to như vậy mà không ngưỡng mộ sao được? Tầm thường. Hả? Tầm thường. Ôi, con người của anh sao mà thiếu thành thật đến như vậy? Chẳng phải trong lòng anh cũng đang ngưỡng mộ à? Còn giả vờ không phải, đúng là nhỏ nhen. Nhỏ nhen cái gì? Em nói chồng mình nhỏ nhen à? Thế tại sao em lấy người nhỏ nhen làm gì? Sao không lấy chủ tịch tập đoàn JB? Cái anh chê bốc ấy làm chồng đi. Đúng rồi. Giá mà hồi ấy tôi chịu chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy, thì vị trí của chị Seran bây giờ đã thuộc về tôi rồi. Đúng là tôi bị điên rồi. Chỉ vì mê cái khuôn mặt đẹp trai với thân hình rắn chắc này của anh mà bây giờ tôi mới... Thế còn tôi? Cũng vì tôi mê khuôn mặt dễ thương với thân hình vũ mịn của cô mà từ chối bao nhiêu cô gái thích thôi. Cô tưởng là tôi không thấy oan uổng à? Ai bảo anh giống Clooney làm gì? Còn cô, ai bảo cô giống Sophie Turner? Đúng là ai mà biết được? Tôi cũng không biết. Bà ngoại, bố mẹ cháu đang thích nhau hay cãi nhau vậy? Cô im đi hết không? Lớn rồi mà không bằng Chu Won. Phải rồi. Con cảm thấy mẹ Chu Na thế nào? Ai? Choi Seran á? Sao lúc nào con cũng gọi mẹ Chu Na là Choi Seran thế? Con sẽ để ý hơn. Mà mẹ à, con cũng đang hỏi mẹ một chuyện. Choi Seran... Chị Seran ấy đang có chuyện gì ạ? Sao? Con thấy chị ấy cười không tự nhiên. Con cũng không phải là người không tình ý. Rõ ràng em chị ấy là đang cười. Nhưng có nhiều khi bỗng nhiên chuyển sang rất cô đơn, giống như đang lo lắng vậy. Có gì đâu mà lo. Chỉ tại xưa nay sức khỏe của nó không được tốt nên trông có vẻ yếu ớt thôi. Thế ạ? Chắc là thế. Ở trong một ngôi nhà như cung điện, nghe người ta gọi mình là phu nhân, cả đời không cần phải lo nghĩ chuyện gì hết, thì có gì để mà lo lắng chứ. Mẹ à, con nghe Jenny kể vợ của anh Suho là con của người giúp việc đấy. Con người giúp việc á? Bác Bốc Huy nói dối mẹ đấy. Không phải con gái tập đoàn IT lớn đâu. Tại sao Bốc Huy phải làm? Chắc là sợ mất mặt thôi. Không đâu, chắc là có lý do gì khác. Bốc Huy không phải là người như vậy. Mẹ sao thế? Đi mua quần áo mà sao mẹ cứ ngồi đấy? Nhưng hôm nay mẹ không muốn mua gì, cũng không thích gì hết. Tại mẹ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh đấy. Nhiều quần áo đẹp như thế này, mẹ không thích cái nào hết à? Mẹ mau đến chọn đi, để con tặng cho mẹ một món quà. Sao vậy mẹ? Mẹ nhìn thấy cái gì vậy? Mẹ à. Mẹ sao vậy? Mẹ nhìn thấy ai mà đuổi theo thế? Không, mẹ nhìn nhầm người thôi. Không có chuyện gì đâu. Nhưng rốt cuộc mẹ nhìn nhầm người đó với ai? Sắc mặt mẹ trắng bệch hết rồi kìa. Mẹ tưởng là người bạn đồng hương với mẹ, thế mà con tưởng ai chứ? Người nào không biết sẽ tưởng là mẹ bắt được chồng ngoại tình ngay tại trận đấy. Chu Na,
Thôi chúng ta về nhà đi. Nói thật là bây giờ mẹ cảm thấy rất mệt mỏi. Suốt đêm qua mẹ không ngủ được. Con biết rồi. Bây giờ thấy mẹ thế này, con cũng không muốn mua sắm nữa. Lẽ ra đừng đi. Con cứ tưởng đi ra ngoài, mẹ sẽ thấy tâm trạng đỡ hơn chứ. Mẹ xin lỗi. Ai vậy? Thư ký Han. Mẹ nghe đi. Chắc là báo cáo công việc thôi. Để mẹ về nhà, tại mẹ cũng đang mệt. Cứ để về nhà rồi mẹ gọi lại. Kỳ lạ thật đấy. Hôm nay mẹ làm sao vậy? Ở đâu? Chuyện thế nào rồi? Đã gặp được người chứng kiến chưa? Bực mình thật. Tại sao người chứng kiến đó lại không chịu nói luôn bây giờ? Muốn cái gì nữa đây? Tiền à? Thế thì cứ đưa tiền, rồi bảo ông ta nói gì đó đi. Nói bất cứ điều gì cũng được, dù là nói dối cũng được. Làm ơn đi, nói là ông ta có quen Sun Chơn đi. Tôi xin cô. Thư ký Han, làm ơn đi. Cô làm ơn tìm ra Sun Chơn giúp tôi. Về nhà rồi hả? Công việc ở công trình kết thúc sớm. Em tới có việc gì không? Em đem cái này cho anh. Cái gì vậy? Mẹ với em vừa đi trung tâm mua sắm. Mua xoài mà anh thích. Với bơ này, có cả cá hồi nữa. Bác gái đâu? Mẹ nói mệt nên về nhà trước rồi. Để đấy đi, anh làm cho. Không được. Anh đã từng nói anh thích kiểu phụ nữ đảm đang, hiền dịu. Cho nên từ nay về sau em sẽ là một người phụ nữ đảm đang. Đây là cái gì? Anh ăn cơm bắt bảo à? Sao lại thế? Anh còn không nhìn đến cơm mắt bảo mà. Đúng thế. Nhưng giờ không hiểu tại sao anh lại muốn ăn. Ngốc quá. Chuyện gì? Anh nói cứ thấy cơm mắt bảo là anh lại nhớ đến mẹ anh, sẽ rất đau lòng. Cho nên anh không ăn cơm mắt bảo. Thế thì cái này ở đâu ra? Anh nói rồi, tự nhiên anh muốn ăn thôi. Chuna, từ nay anh đừng ăn nữa. Mẹ sẽ đau lòng hay sao? Rồi sau đấy nhất định anh sẽ lại tự trách mình. Em không muốn thấy anh như vậy đâu. Lần này anh sẽ không như vậy. Anh đừng nói dối. Chuyện nghĩ đến sẽ đau thì tốt nhất tránh đi. Từ nay anh đừng đem thứ này về ăn nữa. Em đi nhá. Cảm ơn cô. Cảm ơn tôi á. Tôi ăn rất ngon miệng. Đúng là đã lâu lắm rồi tôi mới ăn. Thế thì tôi cũng cảm ơn anh.
Lúc ở trong thang máy, anh chịu đựng để nghe tôi hát hết một bài. Dễ thương quá. Còn chị là công chúa hay hoàng tử vậy? Tại mới con thai nên cũng chưa biết. Có quần áo nào trai hay gái đều mặc được không cô? Có chứ, chị chờ một chút nhé. Cái này chị thấy thế nào? Đẹp quá. Mặc bộ này vào đi chầm chững, chắc là dễ thương lắm. Tôi lấy bộ này. Jenny. Cô đang ở trong phòng à? Này, đây là quà của cô. Mà không, nếu nói cho đúng hơn, đây là quà đứa bé trong bụng cô. Em vẫn chưa sinh nó ra mà. Chị mua làm gì? Dễ thương không? Vâng. Trên đường từ lớp học vẽ về, tôi thấy đẹp quá nên mua đấy. Chị mới tưởng tượng hình ảnh cháu bé mặc bộ quần áo này. Vừa nghĩ đến thôi đã thấy dễ thương rồi. Không biết là con gái hay con trai. Đây là ảnh siêu âm của cô phải không? Đúng là kỳ diệu. Nó mới bé xíu. Đừng làm em thấy áy náy nữa. Chị ra ngoài đi. Sao cô lại áy náy? Thì tại vì em có thai trước chị. Cô nói gì mà kỳ quặc vậy? Không có gì phải áy náy hết. Nếu nói đến áy náy thì tôi mới cảm thấy áy náy. Tôi nói thật là đang có chuyện muốn thú thật với cô. Lúc tôi nghe tin cô có thai, nói thật là tôi không thể thật lòng chúc phúc cho cô. Trong lúc tôi đang chờ đợi mình có thai thì lại biết tin cô đã có thai rồi. Trong lòng tôi thấy hơi nặng nề. Đấy là cảm giác rất lạc hậu của tôi. Nhưng cô à, sau này tôi không như vậy nữa. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ em bé, tôi nghĩ ngay đến cháu của chúng ta. Chờ sau này cháu ra đời, tôi sẽ là người yêu thương nó hơn bất cứ ai trên đời này. Tôi hứa đấy. Em có việc phải ra ngoài rồi. Thế à? Thế thì tôi đưa cô đi nhé. Thư ký Park đang chờ em ở ngoài. Thế à? Tôi biết rồi. Vậy cô nhớ cẩn thận nhé. Đừng có chạy lung tung giống như lần trước. Chẳng thà chị ta cứ ghét mình luôn đi. Như vậy, mình sẽ không cần cảm thấy áy náy. Lee Jenny, mày tỉnh táo lại đi. Không được để tình cảm làm hỏng hết chuyện lớn trước mắt. Nếu không muốn bị con cáo già ấy ức hiếp, mày tỉnh táo lên. Nếu có thể như mẹ chồng mình muốn, sinh được một đứa bé xinh đẹp như thế này thì tốt biết bao nhiêu. Thụ tinh nhân tạo. Vâng. Hân Su mong có con nhiều hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Hôm kia cô ấy bị khó tiêu mà tưởng là có thai nên đã mua que thử về. Nó thật là nhìn qua là biết không tiêu rồi. Việc gì phải làm thế? Tại cô ấy hay bị nôn và nôn nao trong người nên tưởng là mình bị ốm nghén. Có thể là vì quá thất vọng nên suốt đêm không ngủ được, cứ nằm chăn trở. Thế nên con mới nói đến chuyện thụ tinh nhân tạo à? Vâng. Thôi đi, mẹ cực lực phản đối.
Nó đã nhìn thấy Jenny làm thụ tinh trong ống nghiệm rồi mà còn nói như vậy à? Mẹ ở bên cạnh nhìn thôi cũng thấy khổ sở. Chuyện ấy đối với phụ nữ là chuyện đau đớn thế nào con biết không? Con cũng đã nói như mẹ rồi. Nhưng Hyunsu nói, dù cô ấy có bị tổn thương thế nào về thể xác và tinh thần, cô ấy vẫn muốn có con. Dù đau đớn đến mấy, cô ấy cũng chịu được. Nghe cô ấy nói thế, con cũng thấy xót xa. Đến con mà cũng dao động à? Đã nói mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên mới là tốt. Bất cứ chuyện gì mà gượng ép cũng đều sẽ có vấn đề. Jenny là vì khó có thai tự nhiên, không còn cách nào khác mới phải làm như vậy. Nếu không phải thế, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Mẹ coi con dâu cũng không khác gì cháu nội. Vâng. Mẹ ơi. Anh. Cô đi bệnh viện với mẹ à? Dạ. Vâng. Thế thì đi đi. Vâng. Con ngồi đi. Này, đây là bản kế hoạch để đầu tư cho công ty của bố con đấy. Số liệu có ghi hết trong đó, con kiểm tra đi. Con hãy đóng dấu luôn đi. Sao vậy? Con không mau đóng dấu à? Mẹ à? Thật ra, con không phải vì chuyện đầu tư cho công ty của bố con đâu. Lại gì nữa đây? Trước đây vì muốn mẹ đầu tư cho công ty của bố con mà con luôn bóc cổ mẹ mà. Chẳng phải mẹ đã từng nói rồi à? Công ty của bố con đã hết hy vọng rồi. Thế thì sao? Nếu như mẹ đã nói không còn hy vọng thì chắc là hết hy vọng thật rồi. Nếu đầu tư tiền vào đấy mà có thể giúp công ty bố con sống lại được thì dĩ nhiên là nên. Nhưng nếu không khéo, tiền đầu tư cũng mất luôn. Nói vào trọng tâm đi. Con đang muốn nói cái gì? Con thay đổi ý định rồi. Xin mẹ giúp bố con chỉnh đốn lại công ty cho sạch sẽ đi. Chắc đấy vẫn chưa phải là tất cả những gì con muốn hả? Rồi sau đó đem 60% số cổ phần mẹ đang có trong Daybox chuyển sang tên con của... Thế là hết rồi chứ? Vâng. Được thôi. Mẹ sẽ viết lại hợp đồng. Con cảm ơn mẹ. Có điều... Mẹ nhắc lại một lần nữa. Con Su tuyệt đối không được biết gì hết. Vâng, dĩ nhiên rồi. Con bây giờ đã ngồi chung một thuyền với mẹ mà. Cậu vất vả rồi. Thôi về đi. Bố. Gì vậy? Con ra khỏi công ty từ sớm, sao giờ này mới về nhà? Con đi mua sắm cùng với mẹ. Trên đường về ghé qua nhà anh Sơ Chun luôn. Mẹ con đâu? Mẹ về nhà trước rồi. Bố à, gần đây mẹ kỳ lạ lắm. Sao? Chắc là do tuổi tác. Dạo này mẹ hay thất thần lắm. Thế nên hôm nay con mới cố tình rủ mẹ đi mua sắm để thay đổi tâm trạng. Nhưng đến chỗ đấy mẹ cũng không phấn chấn lên được. Nghe nói ở tuổi tiền mãn kinh có người còn bị stress nặng nữa đấy. Đúng vậy. Con lo quá. À, rồi sau đấy, đột nhiên mẹ nhìn thấy một người đuổi theo người ta như điên dại. Sao? Sau đó phát hiện ra nhìn nhầm người, mẹ thất vọng lắm. Nói thật lòng, con thấy hơi sợ. Con cảm giác như mẹ đang bị ảo giác vậy, nhìn thấy ai mà phải chạy theo như điên dại. Mẹ nói là người bạn đồng hương. Bạn đồng hương á? Đừng có gọi mẹ con. Thôi con ra ngoài đi. Khóc rồi sao?
Hộp thuốc của Jenny đâu mất rồi? Bỏ đi rồi à? Thuốc của chị dâu nhiều hơn của em một viên. Của mình nhiều hơn một viên. Là thế nào? Sao mình lại có thuốc này chứ? Như vậy tức là chỗ mình có nhiều hơn một viên thuốc. Là thuốc này à? Sao lại thế? Hatsu à? Sao vậy? À không, em dâu hình như không có viên thuốc này. Lúc đã nói rồi mà, thuốc của em nhiều hơn thuốc của ấy một viên. Đúng là em có nhiều hơn một viên. Anh còn tưởng chuyện gì? Chuyện này em cũng bận lòng à? Cũng phải, em bị làm sao vậy? Tặng em. Gì vậy? Nhìn mà không biết à? Tặng cho em đấy. Anh muốn làm em vui thôi. Từ lúc em thử thai đến giờ, tâm trạng đều không vui. Em nhận cái này sau đó quên hết không vui đi. Em cười sẽ đẹp hơn. Cảm ơn anh. Cười lên đi chứ. Anh đi tắm đây. Mẹ đã ngủ lâu như vậy rồi, sao không đánh thức mẹ? Bố không cho con đánh thức, bố muốn mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn. Mình thấy trong người sao rồi? Tôi thấy khỏe hơn rồi. Sao mình lại nhìn tôi? Ngủ mình đã khóc à? Thật hả? Tại sao? Đúng thế, tôi không biết tại sao nữa. Lúc mình và Chuna ở trung tâm mua sắm đã nhìn thấy ai mà kinh ngạc thế? Tôi tưởng là mình gặp được người quen, là do tôi nhìn nhầm thôi. Đừng có nhắc nữa, mẹ hoàn toàn như người mất trí vậy, để đuổi theo người đó. Người mà Chuna nói là bạn ở quê của mình phải không? Hay là người bạn ở trong bức ảnh đó? Người bạn ở trong bức ảnh? Ai vậy? Không, không phải. Là một người bạn khác nữa. Bạn cùng quê của mình cũng nhiều nhỉ? Sao? Mình chưa bao giờ kể về bạn mình. Tôi còn tưởng mình không có bạn nữa. Thế à? Đừng có như vậy nữa. Mình hãy về quê gặp lại bạn bè cũ đi. Ai mà biết được tâm trạng mình sẽ tốt hơn thì sao? Để tôi xem sao đã. Còn thực sự không hiểu tại sao mẹ lại có thể như vậy. Bí còn là mẹ có được một người chồng yêu thương như vậy, lại giàu có nữa, có một đứa con gái xinh đẹp như con. Có phải không bố? Hay là do chồng mẹ quá xấu xí? Con bé này sao lúc nào cũng nói bố xấu thế? Không còn cách nào khác, đấy là sự thật mà. Thật lòng, con nhìn bố bây giờ, con tưởng tượng ra hồi ấy, lúc bố đứng bên cạnh mẹ, chắc chắn là rất xấu. Nói dối, con bé này. Đưa túi đây cho tôi, chúng tôi tự vào được rồi. Vâng.
Mẹ nói lại một lần nữa, những chuyện này tuyệt đối không được để Hơn Su biết. Nếu như nó mà biết, hợp đồng của chúng ta sẽ chấm dứt. Con biết chưa? Xin mẹ yên tâm, bởi vì con chính là người muốn hoàn thành bản hợp đồng này nhất. Con cũng muốn nói thêm một lần nữa, con nhất định sẽ đứng về phía mẹ. Chúng ta chung một thuyền mà. Chuyện gì vậy? Sao thuốc của mình lại nhiều hơn một viên? Lại còn nhìn rất giống thuốc tránh thai nữa chứ. Mẹ mới về ạ? Sao mẹ lại về cùng với em dâu? Mẹ vừa đưa Jenny đi bệnh viện khám thai. Lúc nãy Jenny nói có hẹn. Là hẹn với mẹ phải không? Vâng. Đây là hoa gì vậy? Anh Su Hồ tặng con đấy. Sao con thiên vị thế? Mẹ, chỉ là mẹ cảm thấy mình đã dạy dỗ đứa con trai này rất tốt thôi. Đúng rồi, mẹ cũng có quà tặng cho Hơn Su. Là gì ạ? Đây. Sao lại là giày em bé? Đúng đấy, cái này nên tặng cho em dâu chứ. Mẹ nghe mọi người nói, người nào có giày em bé thì sẽ được mang thai. Tuy có hơi mê tín nhưng nó rất đẹp, cũng có thể để ở trong phòng ngắm được mà. Sao vậy? Con không thích à? Không đâu, trông nó rất đẹp. Nhìn biểu hiện của con, đáng lẽ mẹ không nên mua nó về. Hay là mẹ đã tạo áp lực cho con? Không đâu ạ. Con cảm ơn mẹ.